Trải qua quá trình phát triển cùng với nhà trường cho đến nay, tổ văn giáo dục công dân với số lượng tổ viên 13 đồng chí. Các đồng chí trong tổ luôn có tinh thần đoàn kết và tự học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần làm phát triển cái đội ngũ chung của nhà trường. Với số lượng tổ viên 13 đồng chí đều đạt cái trình độ đại học trở lên, trong đó có 3 đồng chí đạt cái trình độ thạc sĩ. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch hoạt động cho tổ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của các đồng chí trong tổ đã được thể hiện trong kế hoạch từng năm học. Các đồng chí trong tổ thực hiện nghiêm túc cái nội quy, quy định của nhà trường cũng như các quy định của ngành. Cho đến nay thì tất cả các đồng chí đều thực hiện tốt một cái nhiệm vụ với tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các đồng chí trong tổ đã đạt được một số thành tích nhất định. Nhiều năm qua, các đồng chí trong tổ đã làm tốt cái công tác dạy và học, đồng thời tham gia các cuộc thi do Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định tổ chức cũng như là nhà trường. Rất tự hào vì kết quả trong kỳ nghỉ thi trung học phổ thông, trung học vừa qua đối với bộ môn văn, tỷ lệ điểm trung bình của bộ môn văn xếp thứ 13 trên 45 trường công lập của tỉnh Nam Định. Đồng chí Đỗ Thúy được cử đi thi giáo viên dạy giỏi, cũng đã đạt kết quả loại giỏi. Đó là niềm tự hào, niềm vinh dự và kết quả của tổ chúng tôi trong năm học vừa qua. Với trách nhiệm là người đứng đầu của tổ chuyên môn hiện nay, tôi luôn ý thức trau dồi và học tập thực hiện những cái chỉ đạo của ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo của ban chi ủy, ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm học. Trước thềm năm học mới, chúng tôi tập trung trong việc đổi mới giáo dục nói chung, tập trung đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tạo được cái tinh thần học tập tốt đối với học sinh, tạo được niềm tin đối với cán bộ nhân dân địa phương trong khu vực và góp phần thúc đẩy tạo cái sự phát triển giáo dục của nhà trường ngày một phát triển.